Rồi Ngọc Sương mến chào tất cả anh chị cô chú. Chiều hôm nay là ngày 22 tháng 8 thì bên Ngọc Sương cũng mới về được một số cái mã máy Android giá rẻ này. Dòng phổ thông thôi nha anh chị, Oppo, Realme, Samsung, Vivo nha. Giá hôm nay thì dao động thấp nhất là 900 ngàn và cao nhất là 3 triệu chẳng. Thì mình cứ xem con nào ok thì mình liên hệ trực tiếp với em ha. Và số điện thoại là 0879 182 796. Số Zalo cũng là số này luôn nha anh chị. Và địa chỉ bên em là số 30 Nguyễn Tất Thành, phường 2, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên nha. Em bán là ship code toàn quốc nha anh chị. Khách mua hàng bên em thì uy tín thì mình không cần phải cọc nha. Nhận hàng, kiểm tra, test máy ok rồi mình mới thanh toán tiền shipper nha. Trường hợp mà anh chị kiểm tra hàng mà không ok, không giống như những gì trên live em quảng cáo thì mình có quyền từ chối nhận hàng nha anh chị. Đó. Rồi mã đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh chị cô chú là mã số 1 ạ. Hôm nay em giới thiệu cho anh chị tới 32 mã. Rồi mã đầu tiên là dòng máy Samsung A10. Samsung A10 bản màu đen nha anh chị, máy là hàng công ty chính hãng toàn bộ cho mình nha. Đó, nhận hàng mình cứ việc kiểm tra, test máy ok là mình nhận. Rồi Samsung A10 bản màu đen, máy thì cũng còn khá là mới nha anh chị, bóng bẩy nha. Màn hình con này là 6.2 inch, RAM là RAM 2, bộ nhớ là 32 GB. Đó, mua về xài làm máy phụ cho mấy bác lớn tuổi, xem YouTube, lướt web, lên mạng xã hội thì ok nha. Galaxy A10 con này màn hình của nó sáng đẹp nha anh chị. Đó, màn sáng đẹp không ám ố phản quang nha. Samsung A10. Samsung A10 con này giá bán cho anh chị là 900 ngàn nè. 900 ngàn nha anh chị, phụ kiện bên em tặng cho anh chị là gồm có bộ sạc, ốp lưng và dán cương lực đầy đủ ha. Rồi mã số 1 là 900 ngàn, máy là máy xài 2 sim 2 sóng nha anh chị. Mã số 1 900. Rồi lên mã số 2. Mã số 2 là một con dòng máy Vivo, đây là Vivo U93, em còn hai màu cho mình nha, màu đen và màu đỏ nha anh chị, đen và đỏ. Đó, hàng là hàng công ty chính hãng cho mình, máy rất là leng keng luôn nè. Con này cấu hình của nó là RAM 4 nha anh chị, RAM 4, bộ nhớ số 4 GB. Đó, lên mạng xã hội lướt web gì ok hết nha, xài 2 sim 2 sóng. Đó, Vivo 1907 hay còn gọi là Vivo U93, RAM 4, bộ nhớ số 4 GB. Con này pin của nó là 4000 mAh nha, màu đen này, màu đen với màu đỏ nha anh chị, 4000 mAh. Con này giá bán cho anh chị là 1 triệu chẵn nha. Mã số 2 là Vivo U93, giá 1 triệu này. Rồi tiếp tục qua mã số 3. Mã số 3 là một con dòng máy Realme C20 màu xám nha anh chị, màu xám. Màn hình con này là 6.5 inch nha, màn hình 6.5 inch. RAM là RAM 2, bộ nhớ là 32 GB. Pin của nó tới 5000 mAh này. Đó, pin 5000 mAh. Màn hình 6.5 inch nha anh chị, xài 2 sim 2 sóng, con này giá chỉ có 1 triệu mốt thôi nha. Đó, được cái là con này pin trâu và màn hình lớn nha anh chị, bản 32 GB. Full chức năng cho mình hết nha, chỉ có 1 triệu mốt thôi, mã số 3 là 1 triệu mốt nè. Rồi tiếp tục qua mã số 4. Mã số 4 là dòng máy Redmi, đây là Redmi 9A nha anh chị. Đó, Redmi 9A. Mua mấy cái dòng máy này về thay thế cái cục gạch nha anh chị, xài rất là ok nha. Đó, lên mạng xã hội, nghe gọi Zalo, Facebook, TikTok gì ok ha. Đó, RAM là RAM 2, bộ nhớ 32 GB, Redmi 9A này. Màn hình con này là 6.5 inch, pin tới 5000 mAh. Con này giá bán là 1 triệu chẵn. Mã số 4 nha, mã số 4 là Redmi 9A bản màu xanh dương, 1 triệu chẵn. Rồi tiếp tục lên mã số 5. Mã số 5 là dòng máy Oppo, đây là Oppo A5s. Oppo A5s thì em có bản màu xanh dương nha anh chị, có một con duy nhất thôi nha, không có nhiều ha. Con này em thanh lý cho mình với giá là 1 triệu mốt nè. Oppo A5s, RAM 3, bộ nhớ 32 GB nha, cái dòng này xài vẫn rất là bền nha anh chị. Đó, Oppo A5s á, RAM 3, bộ nhớ 32 GB, màn sáng đẹp cho mình ha. Con này chỉ có 1 triệu mốt thôi à. Có bộ sạc ốp lưng và dán cương lực đầy đủ cho anh chị luôn nha, chỉ có 1 triệu mốt thôi. Hai camera, một đèn flash nha anh chị, vân tay đầy đủ. Mã số 5 giá 1 triệu mốt này. Rồi tiếp tục qua mã số 6. Số 6 là một con dòng máy Oppo A7. Oppo A7 là màu xanh đen nha anh chị, con này RAM 4 này. RAM 4, bộ nhớ của nó là 64 GB nha. Đó, máy thì tầm khoảng trên 95% nha anh chị, còn rất là mới. Oppo A7 RAM 4, bộ nhớ số 4 GB này. Con này pin của nó là 4020 mAh và màn hình là 6.2 inch nha, màn hình 6.2 inch, con này giá bán là 1 triệu 2 ạ. À. Mã số 6 nha anh chị, mã số 6 giá 1 triệu 2. Rồi tiếp theo lên mã số 7. Mã số 7 là dòng máy Vivo, đây là Vivo U11. Màu xanh đen nha anh chị, con này thì pin của nó tới 5000. Đó, mấy cái dòng này pin trâu nha, 5000 mAh. RAM là RAM 3, bộ nhớ 32 GB.
RAM 3 bộ nhớ 32 GB đi ha. Đó, màn hình là 6.3 inch. Vivo i11 nha anh chị, con này giá 1 triệu 2 nha. Đó, Vivo i11 giá 1 triệu 2. Máy là xài 2 sim 2 sóng cho anh chị nha. Con nào mà máy xài 1 sim thì em báo cho anh chị mình rõ. Theo qua mã số 8. Mã số 8 là dòng máy Realme nha anh chị. Đây là Realme C15. Màu xanh dương, con này hình thức của nó có hơi nhâm chày theo thời gian nha. Máy zin toàn bộ cho anh chị. Đó, màn hình thì lớn 6.5 inch, con này bản RAM 4 nha anh chị. RAM 4 bộ nhớ 64 GB đi ha. Đó, RAM 4 bộ 64 GB. Pin thì tới 6000 mAh nè. Đó, Realme C15 nha anh chị. Realme C15 con này giá bán cho mình là 1 triệu tư nha. Hình thức thì có hơi nhâm theo thời gian nha anh chị. Mặt lưng có hơi nhâm theo thời gian nha. Đó, được cái là zin toàn bộ cho mình. Pin cực kỳ trâu luôn. Máy xài 2 sim 2 sóng. Đó, 1 triệu tư cho mã số 8 nè. Rồi tiếp theo lên mã số 9. Mã số 9 là dòng máy Realme. Đây là Realme C3 bản màu đỏ cho mình ha. RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Đó, hàng là hàng công ty chính hãng cho mình toàn bộ nha anh chị. Realme C3 này, RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Pin con này cũng 5000 nha anh chị, pin 5000 mAh. Màn sáng đẹp nha, màn sáng đẹp, con này giá là 1 triệu 2 này. Mã số 9 là Realme C3 1 triệu 2 nha. Rồi tiếp tục qua mã số 10. Mã số 10 là dòng máy Samsung. Đây là Samsung A30 nha anh chị, Samsung A30. Máy này còn đẹp nha anh chị, 95%. Con này là cấu hình của nó là RAM 3 bộ nhớ 32 GB nha. Màn hình AMOLED nha anh chị. Màn hình AMOLED 6.4 inch nha. Màn hình AMOLED 6.4 inch, RAM là RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Đó, đẹp cực kỳ luôn ha. Con này giá chỉ có 1 triệu 3 thôi. Samsung A30 nha, Samsung A30. Vân tay ok hết nha anh chị. Máy xài 2 sim 2 sóng và con này nó có hỗ trợ sạc nhanh cho mình ha. Mã số 10 giá 1 triệu 3. Rồi tiếp theo qua mã số 11. Mã số 11 là Oppo F9. Em còn một con bản màu xanh đen nha anh chị. F9 nha. RAM 6 bộ nhớ là 64 GB nè. RAM 6 bộ nhớ 64 GB. Con này màn hình của nó là 6.2 inch. Con này RAM 4 nha anh chị. Em nhầm xíu nha. RAM 4 bộ nhớ 64 GB. Màn hình 6.2 inch. Con này giá bán cho mình là 1 triệu 4 nha. Oppo F9 giá 1 triệu 4 nha anh chị ơi. Mã số 11 giá 1 triệu 4 nè. Rồi tiếp tục qua mã số 12. Mã 12 là dòng máy Oppo. Đây là Oppo A77s nha. Oppo A77s thì em còn một con bản màu đen nha anh chị. Đó, màu đen. Máy tầm khoảng 95% cho mình ha. Viền vuông này. Đó, vân tay tích hợp đúng nguồn cho anh chị. Hai camera, một đèn flash cho mình này. Con này bản RAM 8 nha anh chị ơi. RAM 8 bộ nhớ của nó là 128 GB ha. Đó, RAM 8 bộ nhớ 128 GB. Nó chạy chip Snapdragon là 680 nha anh chị, phiên bản Android là 13 chấm. Con này giá bán cho mình là 2 triệu 3 nha. 2 triệu 3 cho dòng máy Oppo A77s nha anh chị. Đó, rất là đẹp luôn nha anh chị ơi. 2 triệu 3 thôi, RAM 8 128 GB, hàng công ty chính hãng cho mình nha. Mã 12 là 2 triệu 3. Rồi tiếp theo qua mã số 13. Mã 13 là dòng máy Oppo A9. Đây là Oppo A9 2020 cho mình ha, màu trắng này. Đó, màu trắng rất là bóng bẩy nha anh chị. Con này RAM là RAM 8 bộ nhớ 128 GB. Chip Snapdragon là 665 nha. Con này pin của nó tới 5000 mAh. Hỗ trợ sạc nhanh cho mình. Mấy cái dòng này là nó có loa kép nha anh chị. Đó, có loa kép cho mình, âm thanh nghe rất là to luôn ha. Đó, Oppo A9 2020 con này giá là 2 triệu chẵn này. Mã 13 nha anh chị, mã 13 giá 2 triệu chẵn. Rồi tiếp tục qua mã số 14. Mã số 14 là dòng máy Oppo. Đây là Oppo Reno 6Z 5G nha. Màu này là màu màu xanh xanh xám nha anh chị, màu xanh xám cho anh chị này. Máy mới 98.99% cho anh chị nha. Đó, đẹp zin leng keng nha anh chị. Màn hình con này là màn hình AMOLED. Đó, màn hình AMOLED nha. 6.43 inch. Vân tay hiển thị dưới màn hình nha anh chị. Oppo Reno 6Z 5G nha, có hỗ trợ mạng 5G. Chip Dimensity là 800U loại 8 nha mọi người. Con này giá bán là 3 triệu chẵn. Con này cam của nó rất là đẹp nha, rất là nét luôn. Con này giá là 3 triệu chẵn. Oppo Reno 6Z 5G nha anh chị. Mã 14 là 3 triệu chẵn. Tiếp tục qua mã số 15. Mã số 15 là một con dòng máy Samsung. Đây là Samsung Note 9 nha anh chị. Máy là máy zin toàn bộ cho mình. Hình thức thì có hơi nhâm chày theo thời gian nha. Đó, nhâm chày theo thời gian. Con này là màu xanh, này là màu xanh đen nha anh chị. Màn hình AMOLED 6.4 inch á. Galaxy Note 9 nè. Con này phiên bản Android là 10 chấm nha anh chị. RAM là RAM 6 bộ nhớ 128 GB. RAM 6 bộ nhớ 128 GB.
Pin của nó là 4.000 mAh nha. Đó, máy full toàn bộ cho mình. À con này thì nó không có xài búp bê nha, chị búp bê nó bị hư rồi hay sao, búp bê xài không được nha mọi người. Đó, còn mọi chức năng khác là ok hết nha, giá bán chỉ có 2 triệu 7 thôi. Zin toàn bộ nha anh chị, con này sở hữu chip là chip Exynos là 9810 nha, 9810. Màn hình AMOLED, màn hình cong nha anh chị. Đó, độ phân giải của nó là 2K, con này giá chỉ có 2 triệu 7 thôi. Máy là mình xài hai sim nha anh chị, xài hai sim. Có NFC đầy đủ cho anh chị nha, vân tay ok hết. Đó, mã số 15 là 2 triệu 7 nè. Rồi tiếp theo qua mã số 16, mã số 16 là Vivo. Đây là Vivo S1 Pro nha anh chị, Vivo S1 Pro bản màu trắng. RAM 8, bộ nhớ của nó là 128 GB. Con này là màn hình AMOLED nha, màn hình Super AMOLED 6.5 inch nha anh chị. Đây ha, Vivo 1920 này, hay còn gọi là Vivo S1 Pro, RAM 8 128 GB. Nó sở hữu chip Snapdragon là 665 nên con này giá bán là 2 triệu chẵn này. Mã số 16 là 2 triệu chẵn nha anh chị. Rồi tiếp tục qua mã số 17. Mã số 17 là dòng máy Samsung S10e. Máy nhỏ gọn thôi nha anh chị, màu xanh ngọc rất là dễ thương này. Đó. Con này tầm khoảng 92 93% gì đó nha anh chị, nói chung là nó cũng có hơi nhâm á. Viền hơi nhâm nhẹ nha anh chị. Màu xanh ngọc rất là dễ thương ha. Màn hình AMOLED 5.8 inch này. Con này thì bản RAM 6, bộ nhớ của nó là 128 GB nha. Mấy cái dòng này có NFC hết nha anh chị. Đó, Galaxy S10e, màn sáng đẹp. Phiên bản Android là 11 chấm. Con này chạy chip Exynos là 9820 nha anh chị. Vân tay nằm ở bên bên hông này ha. Bản này là bản hàng nha anh chị, bản hàng mình xài được một sim thôi nha, một sim thôi. Mã số 17 là 2 triệu rưỡi này. Đó, Galaxy S10e nha anh chị, Galaxy S10e bản xài một sim giá 2 triệu rưỡi. Đó, máy nhỏ gọn nha anh chị, cầm cái máy rất là đẹp luôn ha. Màu này màu xanh ngọc này. Mã 17 là 2 triệu rưỡi. Rồi tiếp tục qua mã số 18. Mã 18 là một con dòng máy Vivo, đây là Vivo V23e nha anh chị. Vivo V23e nha, màu này là màu xanh nè, xanh tím. Đó, màu xanh tím đa sắc cho mình nha. Hình thức trên 95%, máy zin toàn bộ cho anh chị. Con này bản RAM 8 này. RAM 8 cộng 4 nha, bộ nhớ của nó là 128 GB. Phiên bản Android là 13 chấm nha anh chị. Màn hình AMOLED nha mọi người, con này màn hình AMOLED 6.5 inch. Đó. Chip là chip Helio là G96 cho anh chị nha, con này giá bán là 3 triệu 2 này. Vivo V23e nha, Vivo V23e full chức năng cho mình hết, 3 triệu 2 nha anh chị, mã số 18 là 3 triệu 2. Vân tay thì hiển thị dưới màn hình cho mình nha, máy xài hai sim ạ. Rồi tiếp tục qua mã số 19. Mã số 19 là một con dòng máy Poco, đây là Poco C40 nha. Poco C40 thì bản màu xanh cho anh chị nè. Màu xanh ha. RAM là RAM 4, bộ nhớ là 64 GB. Con này pin của nó tới 6.000 nha anh chị. Pin 6.000 mAh cực kỳ trâu luôn nè, màn hình là 6.7 inch. Màn hình lớn và pin trâu cho mình, con này giá chỉ có 1 triệu 6 cho mình thôi ha. Mã 19 này, mã 19 là Poco C40 nha, 1 triệu 6. Rồi tiếp tục qua mã số 20. Mã số 20 là dòng Samsung, đây là Samsung A13. Samsung A13 nha anh chị ơi, Samsung A13, RAM là RAM 4, bộ nhớ của nó là 128 GB nha. Đó, máy zin toàn bộ cho mình, Galaxy A13. Phiên bản Android con này là 13 chấm nha anh chị, RAM 4, bộ nhớ là 128 GB. Màn hình 6.6 inch nha, con này giá bán là 2 triệu 3 nè. 2 triệu 3 cho dòng máy Samsung A13 nha anh chị, mã số 20 là 2 triệu 3 nha. Hỗ trợ sạc nhanh cho mình. Rồi tiếp tục qua mã 21. Mã 21 là dòng máy Redmi, đây là Redmi 10 màu xanh bạc nha anh chị, Redmi 10 màu xanh bạc. Con này bản RAM 4, bộ nhớ là 64 GB nè. RAM 4, bộ nhớ 64 GB và pin của nó là tới 5000 mAh. Mấy cái dòng này nó có hỗ trợ sạc nhanh và có lo kép cho mình luôn nè. Lo kép đầy đủ nha anh chị, con này giá chỉ có 1 triệu 9 thôi nè. Mã số 21 là Redmi 10 nha anh chị. Đó, hàng công ty chính hãng cho mình rất là đẹp nha, hỗ trợ sạc nhanh. Con này sạc 18W. Đó, có lô kép cho mình luôn, con này giá chỉ có 1 triệu rưỡi, quên 1 triệu 9 thôi nha. Mã 21 là 1 triệu 9. Rồi tiếp theo qua mã số 22. Mã 22 là dòng máy Realme C25.
Realme C25 thì em về được một con bảng màu này, màu xanh nha anh chị, màu xanh mà nó hơi xám xám một xíu, xanh xám nha. Lưng là lưng nhám nha anh chị, lưng nhám, cầm nó rất là chắc tay nha, nó không có bị đổ mồ hôi gì hết nha anh chị, rất là đẹp luôn. Bảng RAM, RAM 4 bộ nhớ là 64 GB. Con này pin 6000 mAh này, pin 6000 mAh có hỗ trợ sạc nhanh cho mình. Đó, chua sạc là chua sạc Type C nha anh chị, hình thức còn mới trên luôn ha, 98% cho mình 1,6 triệu này. Mã số 22 nha anh chị, mã số 22 là Realme C25. Giá cho mình là 1,6 triệu nha. Mã 22 là 1,6 triệu. Rồi tiếp tục qua mã số 23. Mã số 23 là dòng máy Oppo. Đây là Oppo A54 nha anh chị, Oppo A54. Bảng màu này là màu xanh xám nha, màu xanh xám. Con này RAM là RAM 4 bộ nhớ 128 GB. Đó, RAM 4 bộ nhớ 128 GB và pin của nó là 5000 mAh, có hỗ trợ sạc nhanh cho mình. Dòng máy này xài bền nha anh chị, Oppo A54 xài bền cực kỳ luôn nha, giá chỉ có 1,8 triệu thôi nè. Mã số 23 nha. Đó, mã 23 là 1,8 triệu. Rồi tiếp tục qua mã số 24. Mã 24 là dòng máy Oppo nha anh chị, đây là Oppo A56 5G nha, con này là hàng mới full hộp cho mình nha, 100% nha anh chị. Oppo A56 5G bản màu đen nha anh chị, còn duy nhất một con thôi ha. Đó, hàng này là hàng chưa qua sử dụng nha anh chị. Con này RAM là RAM 4 này, RAM 4 bộ nhớ của nó là 128 GB nha. Pin tới 5000 mAh. Đó, pin 5000 mAh hỗ trợ sạc nhanh cho mình. Con này giá chỉ có 2 triệu mốt thôi nha anh chị. Còn một con duy nhất nha, máy là máy mới nha anh chị. Đó, 2 triệu mốt cho mình thôi nha. Có sạc, ốp lưng và dáng cương lực đầy đủ cho anh chị. Đó, mình nhận hàng, mình kiểm tra, mình test máy ok. Rồi mình mới thanh toán cái shipper nha anh chị. Giá là 2 triệu mốt này. Oppo Reno 6Z 5G có hỗ trợ mạng 5G cho mình luôn, chỉ có 2 triệu mốt thôi nha. Máy mới 100% chưa qua sử dụng nè. Rồi tiếp tục qua mã số 25. Mã 25 cũng là hàng mới chưa qua sử dụng luôn nha anh chị. Mã 25 là dòng máy Oppo A55 5G. Màu này là màu xanh xám cho anh chị nha, màu xanh xám này. RAM 4 bộ nhớ 128 GB nha anh chị. RAM 4 bộ nhớ 128 GB. Đó, màn hình của nó là 6.5 inch, vân tay thì tích hợp nguồn cho anh chị nha. Oppo A55 5G. Full chức năng hết nha anh chị, máy xài rất là mượt luôn. Con này giá chỉ có 2 triệu chẵn nè. Đó, con này cũng còn một con duy nhất nha anh chị, giá 2 triệu chẵn cho mình ha. Đó, rất là mượt cho mình luôn. Mã số 25 là Oppo A55 5G, giá 2 triệu chẵn, hàng mới chưa qua sử dụng nha, full hộp. Trong này là gồm có bộ sạc, ốp lưng và một cái miếng dán cương lực đầy đủ cho anh chị nha. Oppo A55 5G là 2 triệu chẵn. Rồi tiếp tục qua mã số 26. Mã số 26 là dòng máy Poco X2 nha anh chị, Poco X2 nha, bảng màu tím này. Con này RAM là RAM 6 bộ nhớ 128 GB, màn hình của nó là 6.67 inch. Đó, thứ nhất là cái màn hình của nó rất là lớn, thứ hai là pin trâu nha anh chị, cái dòng này pin trâu 5000 mAh nha, hỗ trợ sạc nhanh cho mình, sạc là sạc 33W. Đó, nó sở hữu chip Snapdragon là 730 nha anh chị, con này giá chỉ có 2 triệu 2 thôi nha. Mã 26 Redmi Poco X2 nha anh chị, full chức năng cho anh chị, giá 2 triệu 2 nè. Rồi tiếp theo qua mã số 27. Mã số 27 là dòng máy Vivo. Đây là Vivo Y20 nha anh chị. Vivo Y20 thì em có màu này là màu trắng xanh cho mình nha, màu trắng xanh. Đó, máy mới len ken cho anh chị luôn nè, Vivo Y20. Con này bản RAM 4 nha anh chị ơi, RAM 4 bộ nhớ 64 GB. Pin của nó là tới 5000 mAh nha. Đây, Vivo Y20 RAM 4 bộ nhớ 64 GB này. Hàng công ty chính hãng toàn bộ cho mình nha. Con này pin của nó 5000, hỗ trợ sạc nhanh. Vân tay tích hợp đúng nguồn cho mình, ba camera và một đèn flash. Con này giá chỉ có 1 triệu rưỡi thôi nha. Mã số 27 nha, chị thanh lý cho mình chỉ có 1 triệu rưỡi thôi. Đó, Vivo Y20 RAM 4 bộ nhớ 64 GB, 1 triệu rưỡi này. Rồi tiếp tục qua mã số 28. Mã số 28 là dòng máy Redmi, đây là Redmi 9T. Redmi 9T là bản màu xanh lá nha anh chị, màu xanh lá. Con này RAM 4 bộ nhớ 64 GB nè.
RAM 4 bộ nhớ 64 GB và pin của nó là 6015B nha. Pin 6015B có hỗ trợ sạc nhanh cho mình. Redmi 9T nha, Redmi 9T con này giá bán cho anh chị mình là 1 triệu 7 nè. Mã số 28 là giá 1 triệu 7 nha anh chị. Rồi tiếp tục qua mã số 29. Mã 29 là em có hai màu cho anh chị lựa chọn nha, màu đen và màu đỏ nè. Đó, Oppo A31 màu đen và màu đỏ nha anh chị. Con này màn hình của nó là 6.5 inch nha, màn hình 6.5 inch. Oppo A31. Hàng công ty chính hãng cho mình nha anh chị ơi, con này RAM là RAM 4 bộ nhớ 128 GB. Đó, RAM 4 bộ nhớ 128 GB, pin của nó là 4030 mAh. 1 triệu 6 thôi nha anh chị, mã số 29 nha, Oppo A31 chỉ có 1 triệu 6 thôi. Máy 98% không cày không suốt nha anh chị. Mã 29 là 1 triệu 6 nè. Rồi tiếp tục mã số 30. Mã số 30 là dòng máy Realme, đây là Realme C21i nha. Realme C21i bản màu xanh nhạt. RAM 4 bộ nhớ 64 GB. Đó, RAM 4 bộ nhớ 64 GB, con này pin của nó tới 5.000 mAh. 1 triệu rưỡi nè. Đó, Realme C21i 1 triệu rưỡi nha, pin 5.000, RAM 4 bộ nhớ 64 GB. Rồi tiếp tục qua mã số 31. Mã 31 là dòng máy Oppo, đây là Oppo F11 nè. Oppo F11 là bản màu xanh hay màu xanh dương nha anh chị, màu xanh dương. RAM 4 bộ nhớ 128 GB nha. Đó, RAM 4 128 GB. Màn hình con này là 6.5 inch nha anh chị, nó sở hữu chip Helio là B70 nè. Con này giá 1 triệu rưỡi 50 nha. 1 triệu rưỡi 50 nè, mã số 31 là 1 triệu rưỡi 50. Rồi cuối cùng là một cái máy tính bảng nha anh chị. Đây là máy tính bảng Samsung Tab A7 Lite nha. Samsung Tab A7 Lite, con này màn hình của nó là 8.7 inch nha. Con này thì em bán nói chung là khá là nhiều rồi nha anh chị, xài rất là ok nha. Đó, mua về cho bé học online, cho người già lớn tuổi xem YouTube, lướt web là ok hết nha anh chị. Màn hình con này là 8.7 inch. Đó, đời 2022 nha. Galaxy Tab A7 Lite này màu đen nha anh chị. Đó, con này phiên bản Android là 12 chấm. RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Máy là mình xài SIM được nha, bỏ SIM vô nghe gọi bình thường. Hỗ trợ mạng di động 4G cho anh chị luôn, giá chỉ có 1 triệu 7 thôi. Samsung Tab A7 Lite giá 1 triệu 7. Đây, hỗ trợ sạc nhanh cho mình. Có lô kép nha anh chị, một lô phía dưới và một lô phía trên này. Samsung Tab A7 Lite 1 triệu 7 cho anh chị nha, 1 triệu 7. Có tặng cho mình một cái bộ sạc và một cái bao da mới ha. Rồi máy tính bảng Samsung Tab A7 Lite giá 1 triệu 7 cho anh chị. Rồi cuối cùng là một cái máy tính bảng Samsung. Đây là Samsung Tab A7 nha anh chị. Samsung Tab A7 thì đời cao hơn nữa nha. Con này màn hình của nó là 10.4 inch nè. Màn hình 10.4 inch nha anh chị, rất là lớn. Đó. Con này cấu hình của nó là RAM 3 bộ nhớ là 64 GB. Đó, hàng là hàng Lai New 99%. Không trầy không xước nha anh chị, rất là đẹp luôn. RAM 3 bộ nhớ là 64 GB. À, con này pin của nó tới 7.000 mAh nha anh chị, pin cực kỳ trâu luôn nha. Máy tính bảng nhỏ, máy tính bảng nhỏ này là pin của nó là 5.000 mAh, còn máy tính bảng lớn này là pin của nó tới 7.000 nha anh chị, cực kỳ trâu á. Galaxy Tab A7 nha, Galaxy Tab A7, con này phiên bản Android của nó là 11 chấm, RAM 3 bộ nhớ 64 GB, pin 7.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh cho mình nha. Chu sạc Type-C này, con này nó có 4 lô nha anh chị, hai lô ở phía dưới và hai lô ở phía trên đầu nha, full chức năng hết, máy xài SIM được nha anh chị. Con này giá bán là 2 triệu tư nè. Samsung Tab A7 nha. Tab A7 thì 2 triệu tư. Có tặng cho mình một cái bộ sạc và một cái bao da mới cho anh chị luôn. Rồi em test loa cho mình xem. Loa rất là to nha anh chị. Con này không phải loa kép nhưng mà loa tứ luôn nha. 4 loa luôn. Đó, con này 4 lô luôn nha anh chị, hai lô trên và hai lô dưới luôn nha mình nha mọi người. Đó, giá chỉ có 2 triệu tư thôi, tặng kèm cho mình một cái bao da và một cái bộ sạc nhanh ha. Rồi hôm nay Ngọc Sương giới thiệu cho anh chị một số máy như vậy thôi ha. Thì anh chị cứ xem con nào ok thì mình liên hệ trực tiếp cho em ha. Số điện thoại là 0879182796 nha anh chị. Rồi Ngọc Sương xin chào tất cả anh chị cô chú và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ. Bye bye.